năm thói quen xấu khi ngủ dậy khiến bạn bị ngất xỉu thậm chí là có thể đột quỵ thứ nhất là dụi mắt không ít người vô tình dùng tay dụi mắt điều này thật sự không tốt cho sức khỏe lớp da trên mắt thì nó vô cùng nhạy cảm nếu dùng tay dụi mắt có thể làm làn da xung quanh khu vực mắt của mình nó mất tính đàn hồi dẫn tới tình trạng các mạch máu nhỏ dễ bị vỡ đẩy nhanh quá trình lão hóa và hơn thế nữa tay rất có thể là mang nhiều vi khuẩn có hại nếu tiếp xúc với mắt nó sẽ dẫn tới cái tình trạng nhiễm trùng thứ hai đó là mở mắt là cầm lấy điện thoại ngay một trong những thói quen có hại là kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức giấc vừa mở mắt ra kiểm tra điện thoại sẽ khiến cho buổi sáng của bạn thêm căng thẳng. Vừa ngủ dậy mà đã nhìn vào màn hình điện thoại có thể khiến mắt bạn nhăn mỏi, hoa mắt và suy si giảm thị lực. Cái thứ ba là đi tiểu ngay khi mà ngủ dậy. Sau nhiều giờ ngủ say cơ thể chúng ta bài tiết ra nhiều chất thải trong đó có nước tiểu chiếm phần lớn. À, do một trong một khoảng thời gian dài không đi vệ sinh thì nên ngay sau khi ngủ dậy nhiều người chúng ta đã làm ngay cái việc là đi tiểu. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu người ta chỉ ra rằng đây là một thói quen không tốt cho cơ thể chúng ta bởi vì làm như vậy thì bàn quan của con người chúng ta sẽ rơi vào tình trạng bị trống và dễ làm cho chúng ta bị hảo gáp và cái đại não tạm thời nó sẽ thiếu máu não cung cấp có thể dẫn đến ngất xỉu. Còn trong trường hợp nếu như mà quá buồn tiểu ngay khi thức giấc thì các bạn có nên có thể là dành thời gian là tỉnh táo bằng cách là từ từ ngồi dậy ở trên giường 1 tới 2 phút rồi mới bắt đầu đi vào nhà vệ sinh thứ tư đó là vận động mặn ngay khi vừa thức dậy tập thể dục buổi sáng đó là một cái thói quen tốt một số người có thói quen vận động với cái mức độ thích hợp vào buổi sáng thì điều này nó không thành vấn đề nhưng nếu bạn không cẩn thận thì việc tập luyện thể chất không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe với những người mà có thói quen tập thể dục buổi sáng, khi mới ngủ dậy thì cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn cân bằng, tức là chúng ta có thể ngồi nghỉ tại giường, sau đó hãy vận động từ từ, nếu không sẽ dễ bị tai nạn à, dẫn tới là tim và mạch máu dễ bị tổn thương. Thứ năm đó là ăn những cái đồ ăn dư thừa để qua đêm thức ăn dư thừa thường là nó sẽ được cất trong tủ lạnh và nhiều người dùng thức ăn này để ăn sáng vì tiết chưa kể là cách này còn tiết kiệm chi phí không mất thời gian tuy nhiên bạn không hề biết đây là một cái thói quen xấu và trong đồ ăn dư thừa nó có chứa nitrat chúng phân hủy thành nitrit do tác động của vi khuẩn và khi đi vào cơ thể nitrit nó sẽ chuyển thành nitrosamin đây là một chất ảnh hưởng đến sức khỏe có thể gây ung thư à, hãy theo dõi kênh của bác sĩ minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé